thành kính. Làm lễ Đức Bhagava đó, Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biến chi. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt hằng Sarangachami, con em mới lòng thành kính xin quy y Phật. Tham bằng Sarangachami, con em mới lòng thành kính xin quy y Pháp. Sáng khang Sarangachami, con em mới lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami Bụt hằng Sarangachami, con em mới lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyami Tham bằng Sarangachami, con em mới lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đủ tri giam bí sẵn khăn sa ra nam ga cha mi con em mới lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta tri giam bí bù đăng sa ra nam ga cha mi con em mới lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta tri giam bí thầm măng sa ra nam ga cha mi con em mới lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta tri giam bí sẵn khăn sa ra nam ga cha mi con em mới lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Phật thăng sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sáng khang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam pi Phật thăng sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham mang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sang khang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi Bụt thăng sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sa la na kha năng paripun năng phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phan tê đà xin vâng. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sa kha ba năng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là khối tranh xa sự xa sanh. Adina dana vê ra ma ni sa kha ba năng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là khối tranh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha cha ra Vê-ra-ma-ni sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là khối tranh xa sự tà dâm. Mu-sa-wa-da Vê-ra-ma-ni sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là khối tranh xa sự nói dối. Su-ra-me-ra-ya-mat-sa-pa-ma-da-tha-na Vê-ra-ma-ni sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là khối tranh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là khối tranh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura me raya macha pamadatha na viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say.
Imani bancha sikha badani sathukang katawa apmamadena nichakalang sammarakitapang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên với vui. Ama Pante Da Sin Vân Si la na su ga tan yan ti si la na fo ga sam ba da si la na ni pu tan yan ti ta sma si la vi so tha je. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ lục cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rúng, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên, chúng con xin nổi hướng đến các vị huân tây tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A La Hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham A Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Nhờ kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Vatana xin được nhường lại mic cho Sid MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sid Nhật Huỳnh. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, kính cảm ơn Sích Trần Đạo Huỳnh Quát Tha Na, Sích Hạng Đồng, Sích Hoa Nguyệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính lễ cô tu nữ Viriya Tá Ná, cô tu nữ Khánh An. Dạ, cô, dạ, kính cảm ơn cô Khánh An. Dạ, cô tu nữ Viriyatana, con nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, thì cô giúp giùm đạo tràng. Thỉnh ngài giùm Nhật Quỳnh, cô ơi, Nhật Quỳnh phân cho ngài hai lần rồi, mà không thấy ngài trả lời, không biết ngài có khỏe không, và ngài có ở chùa không nha cô. Cô giúp giùm đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Quát Tha Ná, kính chào Maha Ra Chá, mến chào Sức Trần Đạo, mến chào Sức Hoa Nguyệt, mến chào Sức Đàn Đông, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Thi Lâm. Kính chào IQM đó, kính chào Sức Sương Mai, kính chào Âu Sốc Linh, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Sức Tâm Phương, mến chào Trang Thư, kính chào Hồ Trì Pháp, mến chào Cẩm Vân, kính chào Gina Vũ, kính chào người phương Nam, kính chào Trích Tá, kính chào Phụ Sinh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền rao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, đã kính chào đồng quyên vừa mới vào đạo tràng. Đồng quyên hả? Dạ.
Dạ, cô tu nữ Viriyatana có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Cô có thể giúp đạo tràng thỉnh ngài không cô? Dạ, mến chào quan về vào đạo tràng. Dạ, bây giờ Vinh Quá Tha Ná xích rạng đông và quý vị trong đạo tràng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu phải làm sao đây quý vị? À, sa thú con thấy ngài. Dạ rồi, dạ con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ con đang lo lắng quá. Dạ con tri ân ngài đã vào đạo tràng. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi được ngài Tỳ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc dạ ngài dời chân sang. Thuyết pháp trổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được tiếp tục học thần thông thắng trí. Và tuần rồi ngài nói sẽ tiếp tục cho chúng con học đến thành kiếp và hoài kiếp. Và nếu mà con có sai thì ngài chỉ dạy cho con sửa. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn của Đức Thế Tôn. Anh kính chào Thượng Tổ Minh Hạnh, Thượng Tổ Học Tân, Đức Phật Tính. Thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về biết có thông. Biết quát thông là một loại thần thông và một vị
do tu tập. Đi một biến xứ đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng không minh sáng. Sau khi tiến hành, sau khi đặt thiền từ sơ thiền cho đến ngũ thiền sắc giới, vị ấy dẫn tâm hướng đến cách biến hóa, hiện hiện nhiều cách biến hóa như là một thân biến thành nhiều thân, nhiều thân biến thành một thân, hiện hình biến hình để xuyên qua vách, qua tường, qua núi, như đi qua khoảng không, lặn xuống rồi lên mặt đất như đi trong nước. Đi trên nước không chìm như đi trên đất liền. Ngồi khiết già di chuyển trên hư không như loài chim. Vẽ với bàn tay sờ chạm mặt trăng, mặt trời là vật đại quy lực đẩy quay thần. Vẽ với thần thông du hành cho đến khỏi phạm thiên. Đó là những thần thông mà được gọi là Ích Mi Tháp. Từng rồi chúng tôi đã nhắc các vị ở trong thanh tịnh đạo có nói đến điều trong thế gian có những sự kiện xảy ra phi thường. Cũng có thể là do nghiệp lực, do công đức, do tâm lực, do chú thuật, do hóa sanh. Giống như sự kiện thần thông, nhưng đó không phải là thần thông thân trí. Chúng ta cần phải chú ý điểm này. Bây giờ nói đến cái sự kiện mà một vị thực hiện biến hóa thông, một vị hạnh đắc thiền muốn hiển thị thần thông biến hóa, vị ấy phải tu chứng tám thiền hay là chín thiền, tức là kể cả bốn thiền vô sắc, bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Nếu nói theo ví dụ pháp thì năm thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới thành ra chín. Cái vị mà có thần thông muốn hiển thị thần thông phải trước được tám thiền, bởi vì mặc dù thần thông chỉ cần đến năng lực của thiền sắc giới thôi, nhưng vì để tâm thuần thục trong định nên cần chứng đến vô sắc thiền. Đây là điều mà trong thanh tịnh đạo có nhắc đến. Và rồi vị ấy phải thuần thục trong việc nhập thiền, xuất thiền, tuần tự, thuận chiều và ngược chiều, gọi là nhập xuất, thuận chiều, tức là từ sơ thiền cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ thiền, gọi là thuận chiều. Ngược chiều nhập xuất thiền, tức là từ phi tưởng, phi vi tưởng xứ lùi lại cho đến sơ thiền,
Đó gọi là nhập xuất thiền tuần tự, thuận chiều và ngược chiều. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng cái việc mà nhập xuất thiền để có cái năng lực thần thông đó, các vị sẽ thắc mắc là thần thông biến quá nó phải nhanh lẹ chứ, còn nếu ở đâu mà nhập xuất thiền thì chậm quá. Nhưng thưa quý vị, không phải. Một vị mà đã thuần thục thì trong chớp mắt là họ đã nhập xuất thiền đủ 8 tầng thiền rồi. Bởi vì một khải ngón tay tâm sanh diệt triệu triệu sát na, tức là chưa tới một giây là đã có hàng triệu sát na tâm sanh khởi. Chưa tới một giây là vị đó có thể nhập thiền đủ thời gian về 8 thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Ở đây khi mà giải thích á, thì chúng ta tưởng chừng như là nhập thiền phải lâu, một hồi sơ thiền rồi mới xả sơ thiền, nhập một hồi nhị thiền, vân vân. Không phải như vậy. Một điều khác chúng ta phải hiểu rằng vì biến hóa thông phải thực hiện đa dạng kiểu cách, như là biến một thân thành nhiều thân, vân vân, nên hành giả phải đắc thiền với đủ các đề mục biến xứ kasana và mỗi biến xứ đủ thì sắc giới. Vì ấy thuần thục, phải thuần thục nhập thiền cơ, chuyển đổi đề mục như vừa nhập thiền cơ với đề mục đất để làm một thần thông, liền nhập xuất thiền cơ với địa mục nước để là một thần thông khác, gọi là thuần thục chuyển đổi địa mục. Thưa quý vị, khả năng quý sơ vô trên vô thiền phước là bất khả tư nghi, nói năng thần thông là bất nghi. Nhưng mà cái này học là để cho biết vậy thôi, nhưng mà cái này là Đức Phật ngài không có khen ngợi, ngài không có tán thưởng cái vấn đề thần thông, ngài không có tán thưởng. Bởi vì cái chuyện mà chứng thiền là hiện thông, biến hóa thông, cái đó để thể hiện cái năng lực tâm định của mình thôi. Nhưng mà cái này không có đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên cái này chúng ta học chỉ để cho biết gì. Chúng ta gọi là nhập thiền cơ Padaka Chanasvapati, tức là nhập ngũ thiền sắc giới. Chỉ có định ngũ thiền mới có đủ năng lực hiện thông, nên ngũ thiền sắc giới gọi là thiền cơ, thì nền tảng cho thần thông. Khi nãy chúng ta có nghe nói đến là vị này mới hiện thông, vì đó phải nhập xuất thiền tự tại, thuận chiều và nghịch chiều,
từ thấp lên cao rồi từ cao xuống thấp. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu là sau khi xuất thiền, nhập thiền tự tại, thuận chiều và nghịch chiều xong rồi thì phải nhập thiền cơ, tức là ngũ thiền sắc giới mới hiện thông. Dù hành giả là người đã đắc được an chỉ định, nhưng việc thực hiện thần thông biến hóa không phải ai cũng làm được. Trong 100, 1000 người đắc thiền thì chỉ có một người mới hiện thông được thôi, vì phải hoàn tất các thì một biến xứ cái sinh á, phải đạt tới ngũ thiền sắc giới với mỗi điều một biến xứ ấy, phải thuần thục nhập thiền và chuyển đổi địa mục. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng chỉ có chư toàn giác, chư độc giác và chư thinh văn đại đệ tử Phật mới viên mãn thần thông biến hóa. Bởi đã tinh tấn nhiều kiếp và nhờ cái sự thanh tịnh của quả vị A-la-hán, các vị không cần tiến trình tuần tự đã nói mà vẫn dễ dàng hiện thông. Thì ở đây chúng ta thấy cái việc hiện thông không phải là một chuyện đơn giản. Trở lại vấn đề thực hiện thần thông biến hóa, một vị đã hoàn tất các thiện chứng và các thiện một cách sinh á, vị ấy nhập thiền cơ, sau khi xuất thiền vị ấy hiện thông với tâm quyết định. Tâm quyết định ở đây gọi là chí tham á, chí tiền á. Vị đã quyết định rằng ta hãy như vậy, đặc biệt việc đó hãy là như vậy, tức là cái ý muốn của vị đó muốn thực hiện thần thông như thế nào thì vị khởi lên ước muốn. Thì khi đã có tâm quyết như thế đó, vị đó hiện thông. Nhưng muốn biến hóa một thân thành nhiều thân thì sau khi nhập thiền cơ xuất thiền, vị ấy quyết định ta hãy biến ra một thân, biến ra 100 người, 1000 người giống nhau hoặc khác khác nhau. Muốn biến hóa thân thành một thân, tức là sau khi vị tỳ kheo ấy đã biến ra tình trạng nhiều người như vậy, vậy muốn trở lại một người thôi để làm việc ấy thì kheo phải nhập thiền cơ và xuất thiền với tâm quyết định ta hãy là một. Lúc đó thưa quý vị, có vị tỳ kheo tên gọi là Chu Lâm Ba Thất Cát, vị này mũi đầu khi xuất gia, mặc dù có tâm lý xuất gia nhưng do cái nghiệp ở quá khứ chi phối à, cho nên vị này tấu dạ không có học, không có trí nhớ, học đâu học trước quên sau. Vị sư huynh của tỳ kheo Chu Lâm Ba Thất Cát là ngài Mahapatthaka mới khuyên nghe mình: sư đệ tối dạ không có học kinh pháp được, bây giờ thì thôi,
tu cũng không có kết quả gì, hãy vừa tục ra là người cư sĩ, đi làm các cái công đức phước báo đi. Như vậy nó có lợi ích cho đời sau hơn. Thì kheo Chu Lót Ca Tha Cá thâm tâm thì không có muốn quần tục, nhưng người anh nói như vậy như đuổi vậy. Rồi kêu ra khỏi chùa, vị đó bước đi. Thì lúc bây giờ buổi sáng Đức Thế Tôn ngài đi kinh hành ở phía trước cái cổng chùa đó, ngày như đón ở đó. Chùa Tư Lắp Bạch Thái Cá đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi ngươi đi đâu? Nó còn vừa tục trở về vì sư huynh con không cho con tu nữa. Đức Phật hỏi rằng ngươi gia trong giáo pháp của Như Lai thì hãy ở lại mà tu tập. Được Đức Thế Tôn khuyến khích như vậy thì kheo Chu Lót Ca Tha Cá liền ở lại. Và Đức Phật lại trao cho một cái chiếc khăn găng tay, do thần thông của ngài quá hiện. Cái chiếc khăn sạch sẽ, trắng tinh. Rồi thì kheo Chu Lót Ca Tha Cá theo dạy của Đức Phật cứ lấy đó mà lau tay, lau mặt. Khi mà hôi ra thì vị này mới nhận định cái chiếc khăn khi nãy nó sạch mà bây giờ nó chạm đến cái thân bụi bặm dơ bẩn, cái khăn nó trở thành cấu uế. Đức Phật ngài dạy, ngài xuất hiện, rồi ngài nói rằng cấu uế trong tâm như tham sân si, rồi bụi tham bụi sân bụi si, cái đó là đáng kể. Còn cái cấu uế bên ngoài do cái bụi trần ở bên ngoài thì cũng có đáng, vì tỳ kheo phải phủ sạch tham sân si. Được nghe Đức Thế Tôn khuyến khích khuyến tấn như vậy, vị này chú tâm bình sát và chứng A La Hán. Thì thưa quý vị, nói về ngài Chu Lót Ca Tha Cá sau khi nhận lãnh chiếc khăn tay từ Đức Phật, liền trở về cái tỉnh thất của mình và bắt đầu hành thiền. Ngay khi đó, sáng hôm đó thì câu thí chủ gọi là Lương Y Chi Với Các tỉnh Đức Phật và Tiêu Ta Chư Tỳ Kheo đi đến nhà để thọ thực. Và gần tới giờ thọ thực lúc đó, sau khi Đức Thế Tôn ngài với tâm của mình biết được tâm của Chu Lót Ca Tha Cá gần đạt đến quả vị A La Hán, thì Đức Phật ngài xuất hiện và ngài nhắc cái vấn đề bụi bụi tham sân si. Hãy phủ sạch bụi tham sân si. Thì Chu Lót Ca Tha Cá đắc quả A La Hán với tuệ phân tích và với thần thông. Thì lúc bây giờ ngay tại Tư Gia Tư Y Chi Với Cá, Đức Thế Tôn bảo rằng ở trong chùa hãy còn một vị tỳ kheo chưa có đến để chờ, hãy đi mời vị đó đến. Thì Chi Với Cá mới cho người đi đến chùa. Thì đi vào chùa, ngài Chu Lót Ca Tha Cá sau khi chứng A La Hán với thần thông, ngài biến hóa ra thành 1.000 vị tỳ kheo giống nhau, cũng mặt mày của ngài Chu Lót Ca Tha Cá. Nhưng mà một vị thì
đi kinh hành vị thì tọa thiền, vị thì giặt y dưỡng y, đầy chùa hết, người nhà cũng chiêu cái đi đến, thấy nhiều vị tỳ kheo quán về thông báo lại cho gia chủ, hay gia chủ trình bày với Đức Phật. Đức Phật bảo rằng hãy đi đến nói rằng thưa tỳ kheo, chú Lắp Ba Tất Cá bậc đạo sư cho gọi ngài, thì hãy vị nào mà lên tiếng trước thì đến nắm chéo y của vị đó, thì tự nhiên 999 vị khác bị mất. Người nhà làm như vậy, và sau khi mẹ chú Lắp Ba Tất Cá đã thu lại, còn chỉ có một người thì cùng đi về nhà cũng chiêu cá đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn bảo tỳ kheo Chu Lắp Ba Tất Cá, thuyết pháp cho gia chủ. Và lúc đó ngài đã đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái phương thức thần thông, đảnh lễ rồi bay lên rồi xuống đảnh lễ, làm như vậy 3 lần xong rồi với ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Với tuệ phân tích, ngài đã thuyết một cách thông suốt rành rẽ các pháp, khiến cho chư thiên cũng quan hỷ, mà gia chủ nhân loại cũng quan hỷ. Các vị tỳ kheo lúc bây giờ mới tỏ vẻ vui mừng, và sau đó ngạc nhiên vì Chu Lắp Ba Tất Cá được chư tăng biết đến là một người tấu giả, mà nay lại thuyết pháp như thế. Đức Phật càng mới giải thích cho nghe cái tánh cách của một người đã giải thoát như thế. Câu chuyện này ở trong Pháp Cú Kinh, chúng tôi chỉ nhắc tóm tắt để cho biết rằng là cái chuyện mà biến một thân thành nhiều thân, nhiều thân biến thành một thân là như vậy. Thưa quý vị, chúng ta chỉ nghe một phần còn những cái thần thông khác như là vẽ đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi như đi qua khoảng không, hay là lặn xuống trồi lên mặt đất như đi trong nước, ngồi kiết già di chuyển trên hư không như là chim vân vân, thì cái này đó, thì cái phương thức hiển thông cũng vậy đó, tức là nhập thiền cơ, nhập thiền nền tảng, tức là ngũ thiền, rồi sau đó khởi lên cái sự quyết tâm. Hãy là như vậy thì vị đó sẽ thành tựu thần thông. Bởi vì tại sao chúng tôi không nói nhiều? Thưa quý vị, chúng tôi có cái thói quen là khi trình bày cái gì nó lợi lạc cho Phật tử nghe để tu tập, thì chúng tôi trình bày một cách chi tiết, cặn kẽ. Nhưng mà về vấn đề thần thông, chi quý vị cũng thông cảm là chúng tôi không muốn mất thời gian để mà nói nhiều những cái, những điều gọi là thần thông biến hóa, có thể làm cho Phật tử, một số người lung lạc cái niềm tin, bán tính bán nghi, tại sao
lại có những sự kiện lạ lùng như thế. Nhưng mà nói tóm lại là quý vị phải hiểu Cha Nó Quý Sư Sát Vô Chinh Vô thiền phước, tức là cái lĩnh vực, cái năng lực của thần thông, năng lực của thiền định là một điều không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ, không thể bàn bạc mà nó ra lẽ được. Cái chuyện đó đối với loài hóa sanh thì biến hóa nó dễ rồi, chúng ta hiểu được. Như nghiệp lực hay do công đức thì chúng ta cũng hiểu được. Nhưng mà do thiền định đó thì chúng ta chưa có đắc chứng thiền định, chưa có thần thông, cho nên chúng ta sẽ cảm thấy nó khó hiểu. Và khi mà quý vị không hiểu được thì cái việc mà học pháp của chúng ta nó sẽ bị trở ngại. Cho nên chúng tôi chỉ nói một cách tóm tắt thôi. Đó là tóm tắt về loại biến hóa thông. Thứ hai gọi là thi nhĩ thông, điếp bách sô tát. Kinh văn nói về dẫn tâm hướng đến thi nhĩ. Vị ấy với thi nhĩ thuần tịnh siêu nhất, nghe được cả hai âm thanh trời và người, những âm thanh xa và gần. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng thi nhĩ thông hay gọi là thi nhĩ giới, nghĩa là tai của chư thiên, các vị trời do nghiệp quá sanh, nghiệp ấy là nghiệp lành tạo ra sắc thần kinh nhĩ, có đặc tính nhạy bén, có thể nghe được âm thanh dù ở cách xa. Nhĩ giới của vị tỳ kheo tu hành đắc thiền định cũng có đặc tính tinh xảo như nhĩ giới của chư thiên, nên gọi là thi nhĩ thông. Vị đã đắc thi nhĩ thông là tai nghe của vị ấy được hỗ trợ bởi tâm định của thiền. Nếu tai vị điếc dù có đắc thiền cũng không thể thành tựu thi nhĩ thông được. Ở đây chúng ta phải lưu ý điểm này. Như tỳ khưu xuất đắc khách tánh, do tình nghiệp là một người đã tạo cái ác nghiệp là bốn cái hạt sạn, hạt sỏi, bốn cái hạt sỏi vào trúng và bị Phật Đồng Giác xuyên qua cái lỗ tai này, khiến cho ngài phải mệnh chung niết bàn. Vì thế cái nghiệp đó mà xuống đất sắp tám ngay trong hiện tại, cho dù có cố gắng luyện thần thông, luyện thi nhĩ thông cũng không thể luyện được, bởi vì lỗ tai điếc. Thì ở đây đó, trước hết vị ấy nhập thiền cơ, nhập thiền rồi xuất thiền định. Vị ấy với tâm định này mới tác ý quyết định rằng ta sẽ nghe âm thanh trong lĩnh vực này. Trước tiên vị ấy lắng tai nghe những âm thanh gần trong tầm tai nghe được,
Rồi sau đó là âm thanh xa và xa hơn chút, những âm thanh từ thu dần dần vi tế hơn để nới rộng cái khoảng cách âm thanh. Trước là nghe là trong gian phòng, dần dần nghe âm thanh ở bên ngoài xa nữa, cho đến cả thế giới loài người và thế giới chư thiên vạn thiên vẻ vẫn có thể nghe nếu muốn, bởi nhờ thánh trí thần thông hỗ trợ nhĩ giới, là hỗ trợ lỗ tai thần kinh nhĩ. Thì ở trong thân tịnh đạo trình bày rõ ràng như vậy, chúng ta học để chúng ta biết được nhưng mà thiên nhĩ thông này cũng như bí quá thông mà chúng ta nói khi nãy, là tất cả thần thông đó Đức Phật ngài không có tán thán, ngài không có tán thán vì tỳ kheo dùng thần thông biến hóa để mà thu phục người khác, ngài chỉ tán thán là cái việc mà giáo hóa thần thông thôi, tức là thuyết giảng về giáo lý cho họ nghe, họ khởi lên cái lòng tin đối với Phật pháp thì cái đó nó lâu dài hơn. Còn nếu mà dùng thần thông để cho người ta thấy lạ, người ta ngưỡng mộ, nhưng mà khi người ta đã ngưỡng mộ một vị tỳ kheo đó, đến khi mà họ mất vị tỳ kheo đó rồi thì lúc giờ họ bỏ cái niềm tin, bởi vì tại sao? Một chỉ có người mà nghe pháp, hiểu pháp, khi có niềm tin Phật pháp tăng thì người đã suốt cuộc đời không có sao lãng, quên đi hình ảnh của Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Còn nếu mà chỉ vì thần thông của một vị đó thì họ nghĩ rằng vị tỳ kheo đó có năng lực phép bầu, rồi họ quy y vị đó, đến khi vị đó tịch rồi thì họ cảm thấy rằng không còn phải nương tựa ai được nữa, rồi họ bỏ, có thể theo ngoại đạo vân vân. Cho nên khi mà học về thần thông biến hóa hay là thiên nhĩ thông đó, thì chúng ta phải, và các thần thông khác thì chúng ta phải hiểu rằng học để cho biết vậy thôi, cho biết cái năng lực của thiền định là cần khi mà đạt đến an chỉ định Apana Samadhi là có cái năng lực để đưa đến thần thông như thế. Chỉ vậy thôi chú vị. Rồi thứ ba là tha tâm thông, chê tô có đi dạy nhà nát. Kinh văn nói vẻ dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm trí, vẻ với tâm của mình biết rõ tâm sai biệt của chúng sanh khác. Như tâm có tham, biết là tâm có tham, tâm ly tham, biết là tâm ly tham, tâm có sân, biết là tâm có sân, tâm ly sân, biết là tâm ly sân, vân vân. Thì ở trong kinh văn nói vậy đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái cách biết tâm với tâm của mình, biết được tâm của người khác thì biết bằng mỗi hình thức. Thí dụ như ông gia chủ, ông vương tử, ông phi vô úy vương tử, ông phi giác ba rác, trước là ông đệ tử của ngoại đạo
Rồi sau đó ông đi ngoại đạo dạy, ông đi đến Đức Phật, chắc chắn Đức Phật về một câu hỏi: có phải chăng ngài là ngài tự nhận là một vị Phật? Mà có những lúc ngài nói những lời nói khiến cho người khác nghe đau khổ, có hay không? Thì ngoại đạo nó nói với Abhyakumara, nếu mà Đức Phật nói không, Như Lai không bao giờ nói những lời nói làm cho chúng sanh khác đau khổ, thì ngươi hãy bắt bẻ. Là trường hợp Đức Phật này đã phán một câu khiến cho Đề Bà Đa phải đau khổ suốt đời, khi mà Đề Bà Đa lăn đá từ trên cao triền núi với chất cô tá lên thú xuống con đường đi có thực của Đức Phật, làm cho một mảnh đá bị bể ra, nó phang nhầm cái bàn chân của Đức Phật khiến ngài chảy máu. Đức Phật ngài nhìn lên trên đỉnh núi, ngài thấy Đề Bà Đa ngài nói: ngươi đã tạo một cái hành động hết sức là ngu si thiểu trí, một hành động tội ác đã làm thân Như Lai chảy máu, đây là một ác nghiệp mà ngươi phải bị đọa vào địa ngục lâu, một thời gian rất lâu. Đề Bà Đa nghe Đức Phật nói như vậy thì ông ta cái tâm bị đốt nóng, thì khi mà kể câu chuyện đó thì chắc chắn là Đức Phật sẽ bị bối rối. Đề Bà Đa bộ ngoại đạo dạy cho ông áp giá vậy. Còn nếu Đức Phật này trả lời là có, Như Lai có nói, thì ngươi hãy bắt bẻ rằng nếu mà ngài có nói vậy thì đâu có xứng đáng là một vị Phật. Ngài đã tự nhận ngài là một vị Phật có tâm từ bi mà. Khi đó áp giá đi đến Đức Phật và đem cái câu hỏi này mới hỏi Đức Phật một câu, là có bao giờ ngài nói những lời nói khó nghe làm cho chúng sanh khác nghe mà bị đau khổ không? Thì lúc đó Đức Phật với tâm tư của mình biết được tâm tư của Abhyā và những kẻ ngoại đạo sử dụng. Đức Phật hỏi này: Abhyā, có phải chăng đây là một câu hỏi có tính cách hai chiều? Thì Abhyā mới nói rằng là các vị du sĩ đã thất bại ở đây rồi. Rồi ông ta mới thuật lại: các vị du sĩ ngoại đạo xuống, ta đi đến nói như thế như thế. Thì ở đây thưa quý vị, cái tha tâm thông của Đức Phật không phải là theo thứ lớp mà ngài nhìn thấy cái tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân, biết tâm có sân đâu. Mà cái chúng sanh đó nghĩ như thế nào thì ngài biết như thế đó, nói cái tóm tắt gì gọi là có tha tâm thông. Một bà la môn ở muốn chơi khâm Đức Phật, ông đem đến một chim sẻ, ông ta nắm trong tay, ông ta hỏi rằng: thưa Samu Gautama, nghe nói ngài là biết, là tiên tri được cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai,
Vậy thì ngài hãy đoán xem trong tay tôi có con chim, nó sống hay nó chết. Ở trong thâm tâm ông ta nghĩ rằng nếu mà Đức Phật là nói sống thì ông ta siết chặt cái bàn tay lại, con chim nó ngợp nó chết. Còn nếu như sau khi hỏi mà Đức Phật này, ngài đoán trận đầu ngài nói là nó đã chết, thì ông ta sẽ mở tay ra cho con chim nó bay đi. Đằng nào thì Đức Phật ngài cũng, nếu ngài trả lời thì ngài cũng thua. Nhưng mà khi đó Đức Thế Tôn ngài biết rõ cái dụng ý của vị Bà La Môn này, cho nên ngài mới bảo rằng: này Bà La Môn, ta biết, nhưng mà trước khi ta nói ra đó thì ngươi hãy đem con chim đó cho các người ngồi ở đây, ngồi trong hội chúng này làm chứng. Chim sống hay chết thì đem lại đây Như Lai nói cho nghe. Thì thưa quý vị, ông Bà La Môn ông nghe vậy thì thôi, ông bỏ cuộc. Ông xin sám hối Đức Phật và quy y Đức Phật, chứ ông đâu có thể nào mà đem cho người khác làm chứng. Ông ta thua. Bởi vì nếu đem cho người khác coi là thấy con chim còn sống đó, thì chút xíu Đức Phật là nói chim sống, ta không thể nào bóp cho chết được. Cho nên ở đây tha tâm thông là chúng ta phải hiểu, vì ở trong kinh văn nói có thứ lớp, có trật tự, và nói theo cái mạch văn của quý vị đọc ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, mà thân tâm quán niệm xứ đó, thì quý vị nghe cái văn phong nói là như vậy đó. Thì cái loại thần thông này, tha tâm thông của vị, khi mà với tâm mình biết tâm của người khác, tâm người khác có tham hay không tham biết rõ, có sân hay không sân biết rõ, vân vân, thì chúng ta chỉ học một cái đại khái chúng ta biết vậy thôi. Cái trường hợp mà tha tâm thông đó, thì trong tên tịnh đạo nói rằng vị tỳ kheo đắc thiền với cái biến xứ là ánh sáng aloko aloko, thì vị đó nhập thiền cơ với cái điều một ánh sáng, mới dùng tâm định này để quan sát. Khi mà chúng tôi làm giảng lược bộ thanh tịnh đạo, nhưng thực ra thì chúng tôi cũng cố gắng ghi chép cho gọn lại thôi, chứ chúng tôi cũng muốn cái quyển thanh tịnh đạo để đời thì phải nói đủ chi tiết đó. Sau này nếu Phật tử chúng ta có cơ duyên mà có được quyển sách đó trong tay thì quý vị đọc thêm. Chúng tôi làm gọn lại. Thí dụ như tâm chúng sinh khác, tâm thụ động, biết là tâm thụ động. Tâm náo động, biết rồi tâm náo động. Thì ở đây đó, ở trong trong kinh đó, ở trong cái phần bản Pali mà chúng ta học vừa rồi đó,
Thì nói đến tâm quán niệm xứ, ví dụ như nói cái tâm sáng khi ta và vị thế ba gọi là tâm thu nhiếp, nhưng mà thật ra ở trong thanh tịnh đạo giải thích cái tâm sankhita chích tăng đó, tâm thu nhiếp thì chúng ta nghe chúng ta tưởng đâu là cái tâm đó tâm tốt, nhưng thực kỳ thật thì cái tâm này là cái tâm có hung trầm thị mi đi theo, tức là ám chỉ cho năm tâm bất thiện hữu trợ. Còn tâm náo động thì gọi là tâm có phóng vật đi theo, gọi là tâm náo động, vân vân. Cho nên mấy cái này chúng tôi làm cái giảng lược thì chúng tôi không có bỏ được, chúng tôi phải ghi cho nó đầy đủ. Và với Bali, với chú giải đó gọi là tha tâm thông. Thứ tư là túc mạng thông, bất bề đi qua xa núi sứ tí nhà ná, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng trí, vì ấy nhớ lại nhiều kiếp sống như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, vân vân. Tại đấy ta có tên như vậy, có họ như vậy, có thức ăn như vậy, có cảm thọ vui khổ như vậy, có hạn định tuổi thọ như vậy. Từ chỗ ấy ta chết sanh lại chỗ nọ, ta có tên như vậy, có họ như vậy, có giai cấp như vậy. Túc bạn thông là trí nhớ lại những đời sống quá khứ của chính mình. Thì ở đây một số người họ cũng đắc được tha tâm thông như các vị đạo sĩ, nhưng mà không phải ai cũng có thể nhớ được nhiều kiếp sống quá khứ. Có khi 100 đời hay là 1000 đời thôi. Chứ không có hơn. Còn đối với Đức Phật á, thì Ngài bao nhiêu kiếp sống quá khứ, như là nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, dù gọi và thành kiếp, Ngài nhớ hết. Nếu muốn Ngài sẽ nhớ như vậy. Thì hôm trước chúng tôi có hứa với quý vị là sẽ giải cho quý vị nghe về cái chỗ mà gọi là nhiều gọi kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều gọi và thành kiếp đó.
Thì đó là thời gian của một cái đại kiếp. Một đại kiếp là do là một cái kiếp trái đất. Nếu nói này nữa thì nó dài quá, dùng dài quá. Chắc có lẽ là để hẹn với quý vị ở khi khác, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị cái quyển Thanh Tịnh Đạo Giản Lược, thì chúng ta sẽ xem đó nếu muốn. Chứ còn bây giờ thì chúng ta đã hết giờ, chúng tôi còn phải qua rừng lớp Phật Pháp của Thích Tâm Má để gì. Năm thân trí, năm thần thông thân trí đó thưa quý vị, thì chúng ta biến hóa thông, thi nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thi nhãn thông. Thi nhãn thông hay là sanh tử thông, thứ năm thi nhãn thông là sanh tử trí, vì chúng sanh vẽ với thi nhãn thấy được chúng sanh đang chết đang sanh, chết từ chỗ này sanh ở chỗ kia do cái hạnh nghiệp như thế nào thì biết rõ. Thì đó là năm loại thần thông do thiền định đem lại. Sau khi mà chúng ta đã học xong về thần thông thân trí, có nghĩa là chúng ta cũng dứt cái phần định ở trong thanh định đạo. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu qua cái phần tuệ, xiển minh phần tuệ, panya nidhisa trong thanh tịnh đạo. Cái phần tuệ thì chúng ta sẽ học về cái cách tu tập nhiều hơn. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc ở đây. Thượng tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phúc phúc báo cho rừng danh rồi thượng tọa trở qua. Nam mô Bổn Thầy nha. Phật sắp mang lăng rắc khăn tu sắp bè đề quả ta sắp bà bút đà nà phá vệ nà sà đà sà thị phong văn tu tê. Phật tu sắp bà mang lăng rắc khăn tu sắp bè đề quả ta sắp bà hàm mà nà phá vệ nà sà đà sà thị phong văn tu tê. Phật tu sắp bà mang lăng rắc khăn tu sắp bè đề quả ta sắp bà sẵn khá nà phá vệ nà sà đà sà thị phong văn tu tê. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thiền đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.